Toshin, ngày vui như hôm nay sao không nói cho tôi biết vậy? Anh tới đây làm gì? Dĩ nhiên tới đây chúc mừng cô không được sao? Anh đừng có tưởng là tôi sợ anh. Cái tôi cần không phải là cô sợ tôi, cái tôi cần là tiền. Tiền không phải tôi đã trả hết rồi sao? Cô không đưa tiền hả? Tôi sẽ nói chuyện chúng ta cho người khác biết đó. Nè, nhưng mà tôi vẫn không hiểu, cậu không nói chuyện với anh ấy khoảng thời gian lâu như vậy, cậu đã nói chuyện với ai? Tôi mới gặp sếp cũ của tôi. Sao lại tới Thanh Đảo vậy? Anh ấy tới họp đó. Cậu quan tâm làm gì? Nóng ruột gì chứ? Cậu mắc cười quá. Hai người đợi chút. Tôi không thích như vậy. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy tích cực lắm, cậu không ngăn nổi đâu. Thiệt tình mà. Cậu ngăn nổi cậu ấy không? Lúc này đừng có im lặng, nếu có gì nói với tôi. Bây giờ cũng đã tới rồi. Tôi đã nghĩ thông rồi. Vậy nói đi. Tôi không miễn cưỡng cô ấy nữa. Đây gọi là nghĩ thông đó hả? Anh nghĩ lệch rồi. Anh coi xa xôi vậy mà tôi cũng đưa được cổ tới. Đừng làm mọi chuyện như vậy chứ. Muốn ăn bánh ngọt không? Dạ muốn. Sao cô dâu còn chưa tới? Có phải trốn luôn rồi không? Hôm nay người ta đám cưới, cái miệng có thể bớt độc địa lại không? Nè, cô dâu đâu? Không biết nữa, nãy giờ còn chưa ra. Ê, tới rồi kìa, tôi qua đó nha. Ừ. Sao vậy hả? Không có gì. Vậy đi thôi. Cậu coi sao hôm nay tôi xuyến lại có chút hoảng loạn gì. Cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng tôi. Đám cưới của chúng tôi khác thường một chút. Chúng tôi cũng không mấy hình thức. Đó là vì tôi và Tu Xuyến đã bàn bạc với nhau. Chúng tôi chỉ mời tới những người bạn thân đáng quý nhất trong lòng chúng tôi để cùng chúng tôi chứng kiến thời khắc quan trọng nhất. Tôi cảm thấy đời người rất dài. Không biết nữa. Chúng ta đều đang tìm kiếm một người hiểu rõ bản thân mình. Trong suốt quá trình này, chúng ta cũng đã từng lỗ mãng, đã từng yêu thầm, thậm chí nghi ngờ định nghĩa về tình yêu của mình. Chúng tôi kiên trì tới cùng là vì chúng tôi đã trải qua những chuyện này, nên chúng tôi càng hiểu rõ chân lý của tình yêu là gì. Trước tiên, rất cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng tôi. Hôm nay tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với mọi người. Tôi... thật ra tôi không như những gì mọi người nhìn thấy. Không lung linh rực rỡ, cũng không phải người phụ nữ mạnh mẽ như trên thương trường. Tôi... thật ra tôi tới từ vùng nông thôn của miền núi. Từ nhỏ gia đình đã rất nghèo, cho nên từ khi tôi còn rất nhỏ đã định ra một tờ hôn ước. Nhưng tôi không tin vào vận mệnh. Tôi cũng không muốn lấy một người đàn ông xa lạ. Những năm qua, tôi đã tới Bắc Kinh. Tôi đã rất nỗ lực, chưa có lúc nào dám nghỉ ngơi. Tôi dựa vào nỗ lực của bản thân ở Bắc Kinh này. Tôi cũng rất biết ơn vì đã gặp được người chồng hiện giờ. Anh ấy rất thương tôi. Tôi cũng rất cảm kích anh ấy đã chấp nhận tôi. Tôi cảm thấy không xứng với anh ấy. Không đâu Tô Xuyến, anh yêu em. Người anh yêu chính là em hiện tại. Dù trước đây em trải qua những chuyện gì thì cũng sẽ trở thành người hoàn hảo trong mắt anh ngày hôm nay. Về người đã uy hiếp em, anh đã giao nộp chứng cứ cho cơ quan cảnh sát. Anh tin là pháp luật sẽ bảo vệ chúng ta. Anh rất cảm ơn những gì em đã trải qua.
anh càng cảm ơn vì em đã yêu anh. Món quà lần trước anh tặng cho Lạc Lạc, nó thích lắm đó. Ngày nào nó cũng ôm ngủ. Nó còn nói tới bao giờ mới được đi chơi với anh. Thật sao? Nè, cuối tuần sau cô rảnh không? Tôi tới nhà cô chơi. Tôi rảnh. Con bé Lạc Lạc nhà tôi rất có duyên với anh. Nè, cô còn nhớ không? Trước đây Lạc Lạc hay gọi tôi là ba. Nó chỉ gọi anh là ba thôi. Nè, độc thân lâu như vậy rồi, cô không muốn kết hôn sao? Anh không muốn kết hôn, tôi kết hôn làm gì? Cô kết hôn với tôi có được không? Tôi thấy Tô Xuyến rất dũng cảm. Diêu Thuấn Quân cũng rất đàn ông. Hạnh phúc ghê ha. Hôn nhân tốt đẹp biết bao, thật là ngọt ngào. Cậu nhìn người ta kết hôn, bản thân có cảm nhận gì không? Thật ra có những chuyện nhất định phải nghĩ thoáng. Những trở ngại với người ta không lớn bằng cậu, mà đã kết hôn được rồi, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu còn nghĩ lung tung gì nữa? Có gì mà không dám bước tới một bước? Chưa nói vào trọng tâm. Vậy cậu nói đi. Cậu ấy cứ thích phóng đại cảm xúc vô cùng bé nhỏ, phóng đại tới hết cỡ. Sau đó tưởng tượng cảm xúc này thành sự thật. Thật ra nó lại hoàn toàn không phù hợp hiện thực. Đây chính là vấn đề của cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy. Cậu có nghĩ nhiều đi nữa thì cũng vô dụng. Nó vốn dĩ không phải sự thật. Đúng đó. Cậu nói với cậu ấy đi. Đừng nói với tôi. Tôi không dám. Cho nên là đừng có sợ hãi những gì chưa biết trước. Cậu chỉ đang sợ hãi với những gì chưa biết thôi. Cho nên đừng sợ. Cậu đã từng này tuổi rồi, còn có con nữa, có phải không? Điều kiện của bên kia tôi cũng thấy rất là được. Cậu có biết chuyện này rất nghiêm trọng mà. Rất có thể vì lần này cũng vì cậu chọn sai mà cậu phải hối hận, nửa đời sau rửa mặt bằng nước mắt, tóc trắng bạc phơ, già cỗi trong cô độc. Cậu nói như vậy rõ ràng là phân biệt giới tính, cậu có biết không? Cái gì mà từng hai tuổi người này... diễn tấu với nhau sao? Không ngờ Diêu Thuấn Quân và Tô Xuyến phải vượt qua trở ngại lớn như vậy mới được ở bên nhau. Chắc chắn hai người họ sẽ rất hạnh phúc. Thật lòng chúc phúc cho họ. Em nghĩ thông suốt rồi. Anh cũng đã nghĩ thông suốt. Chúng ta... Chúng ta tới đây thôi. Anh đi trước đi. Ê, trời ơi, Kiến Quốc, lần này anh về phải ở lâu một chút nha. Đừng có về gấp ha. Tôi cũng phải tranh thủ lúc chúng ta ngoài chơi về đây lượn một vòng. Chơi cái gì chứ, ba chúng ta với nhau sao? Nè, tôi nói anh nghe. Ở đằng kia chỗ quán trường đó, có mấy bà đang nhảy disco lần trước có hỏi anh đó. Vậy mà cũng nói được hả? Suốt ngày dứt dưỡng với mấy bà đó, tôi không muốn đâu. Kiến Quốc lâu lắm mới về một chuyến, nghe anh ấy đi. Anh coi, còn đá không nổi nữa. Anh ném vô đây thì làm sao mà đá vậy được cũng đá chứ. Được mà, anh làm lại đi. Kỹ thuật của anh không được tốt rồi. Cần được phải được luyện rồi. Ha, đó, cần phải luyện. Quốc Khánh à. À, anh coi, ba đứa con chúng ta so sánh từ nhỏ tới lớn, theo tôi thấy vẫn là Nghiêm Nghiêm có tiền đồ nhất. Hả? Có phải không? Vậy cái chuyện ngay lúc nó từ chức, tôi đã biết là nó có tính toán rồi, đúng không? Còn
Còn khai phóng nhà tôi thì không ổn. Ôi trời ơi, anh đừng có nhắc tới nó làm gì. Tôi đã bức bối nhiều ngày lắm rồi. Sao vậy? Anh nói đi. Anh nói coi, nó tự bỏ hết chức cao trong công ty, không làm, lương cao không lấy, mà cứ đòi mở quán ăn. Nghe đã thấy rất giá rồi. Rủi ro còn lớn, tôi và Kiếm Phương phiền chết đi được. Trời ơi, cái quan niệm này của anh phải thay đổi đi. Đó gọi là lập nghiệp. Anh biết không, quốc gia còn ủng hộ, người ba ruột như anh lại không ủng hộ. Tôi nghe Tinh Tinh nhà tôi nói rồi, lẩu dưỡng sinh này, biết thế nào là lẩu dưỡng sinh không? Tức là vừa ăn vừa dưỡng sinh, tốt lắm. Tinh Tinh nhà tôi cũng đầu tư vào. Tôi cũng có tra trên mạng rồi, bây giờ cuộc sống của người dân ngày càng tốt. Mấy thứ thực phẩm an toàn, thực phẩm lành mạnh, càng lúc họ càng kỹ tánh. Cái thằng Nghiêm Nghiêm này, từ nhỏ đã có đầu óc kinh doanh sáng suốt lắm. Tôi tin tưởng nó, tôi cũng đầu tư. Khoan, anh tuyệt đối đừng có đầu tư hết vốn liếng vô đó. Anh thấy yên tâm, anh tin tưởng nó thì tôi không ngủ được đâu. Nếu sau này mà mất hết thì tôi còn phải nuôi anh chắc. Nó là ông chủ, anh là ba của ông chủ, cứ chờ mà hưởng phước đi. Vậy thì phải cảm ơn hai ông chú đây ủng hộ nó như vậy. Tôi thay mặt thằng ranh đó cảm ơn hai chú. Chúng tôi cũng cảm ơn ba của ông chủ. Cảm ơn ba của ông chủ. Cái này khó khăn lắm mình mới mượn được của bạn cùng bàn. Chỉ được ngay một buổi tối thôi, sáng mai nhất định phải trả. Vậy tối nay mình qua nhà cậu làm bài tập nha. Được rồi. Rồi chúng ta về nghe về làm. Chỉ có hai đầu tai nghe, hai cậu cho mình nghe với. Mở ra coi, mở ra coi. Hư hết rồi. Bây giờ làm sao đây? Hư nè, rồi. Đây nè, coi được không? Làm mở sao ra cũng coi. Không được. Sao giờ nhét vô không được. Thiệt luôn. Thiệt tình à. Làm sao bây giờ? Sao không mở vào được chứ? Mở thử coi. Mở cái này ra bỏ vô thử. Cái này có thể đặt vô quay được lại. Không đây? Quay lại. Được không? Sao thử cũng coi. Không được nữa. Đâu đâu, quay lại. Trời ơi. Ê, sao cái này không lắp vô được nữa? Bây giờ làm sao đây? Tinh Tinh, cậu đừng khóc nữa mà. Cái máy này bao nhiêu tiền vậy? Hay là chúng ta mua cái mới trả cho bạn cậu đi. 120 tệ, chúng ta đền đâu nổi. Bây giờ mình có 15 tệ phí sinh hoạt, cộng với tiền của tháng này, tổng cộng là 20. Thường ngày mình không tích góp tiền, chỉ có phí sinh hoạt của tuần này là 10 tệ. Mình có 40. Sao cậu có nhiều vậy? Tiết kiệm nguyên cả một học kỳ, chỉ được nhiêu đó thôi. Để tính coi. Tổng cộng 70. Vậy số còn lại tính sao đây? Như vậy đi, mình có cách này. Cứ đưa hết tiền cho mình đi. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Trời sắp mưa rồi. Mau lên, mau lên. Ê mấy nhóc, lên lên kìa. Bỏ lên, 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 lên bên này. Bán dù đây, bán dù đây. Bán dù đây, bán dù đây. Nhiều tiền vậy? Bán dù đây, bán dù đây. Bán dù đây. Đúng rồi, sao đắt vậy? Quá mà toàn 2 tệ lần sau mấy đứa bán mắc dữ vậy? Dạ 3 tệ 1 cây. Đúng rồi. Mua giùm 1 cây đi mà. Con xin lỗi chú, dù tụi con chỉ có thể bán 3 tệ 1 cây. Tụi con tính hết rồi, nếu bán rẻ hơn sẽ không đủ tiền, tụi con sẽ gặp xui xẻo. Phải đúng rồi, mua giùm một cây đi chú ơi. Nghiêm Nghiêm nói có lý lắm đó. Mọi người ai có đem tiền thì mua đi, tôi không có đem tiền, tôi đi ạ. Thôi tặng cho chú vậy, con tặng cho chú đó. Chú cầm lấy đi, chú cầm lấy đi. Chú cầm lấy đi, chú cầm lấy đi. Ba đứa ngày hôm nay sao vậy không biết? Có vẻ tâm trạng không được tốt lắm thì phải. Đúng vậy. Bình thường tụi nó làm bài tập ầm ĩ ôm sầm lên vui vẻ lắm mà. Sao hôm nay tụi nó yên ắng quá vậy? Chắc không phải lại giận nhau rồi chứ? Không đâu.
Nếu mà giận nhau thiệt, ba đứa trẻ còn có thể làm bài tập với nhau sao? Chị Bảo Cầm có nhà không? Tiểu Lưu à, có chuyện gì không? Hồi chiều này tôi có lấy dù của ba đứa nó chưa trả tiền, nên bây giờ tôi tới gửi tiền. Là dù gì, tiền gì vậy? Sao tôi không biết gì hết? Ba đứa giỏi quá ha. Mua bao nhiêu bán bấy nhiêu, số tiền còn lại mẹ trả cho người ta rồi. Mới có bao nhiêu tuổi đã bày đặt học khôn lõi rồi. Ủa, không đúng, sao đếm ra nhiều tiền vậy? Mẹ đã bù vô cho mấy đứa rồi đó. Mau đi mua cái mới, trả lại cho bạn mau đi. Tốt quá rồi. Dặn mấy đứa nè, sau này nếu gặp chuyện như vậy, nhất định phải nói với ba mẹ, không được tự ý làm bừa đó. Con đã nói rồi mà, nhưng mà mẹ không được đánh người đâu đó. Bây giờ mẹ đánh con đó, con nhỏ này. Mấy đứa này. Không gian cũng được đó, chúng ta chỉ còn thiếu nước đốt một con đèn cầy. Nói đi, chuyện gì? Chuyện nghiêm chỉnh. Không nói chuyện nghiêm chỉnh thì đã không mời cậu uống rượu. Nè, xin phục vụ mặt đất. Công ty chưa duyệt, tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch nghề nghiệp mới thôi. Cậu nhiều ý tưởng mà, giúp tôi nghĩ đi. Không phải ngày nào cậu cũng nghĩ kế hoạch sự nghiệp sao? Nếu tôi không nghĩ ra, cậu sẽ có chuyện hả? Cậu có chuyện gì, cứ nói thẳng. Cậu đang thiếu tiền sao? Thiếu tiền tôi có thể cho mượn. À không, tôi cho cậu, tôi có dư. Cậu đừng có mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc chứ, thực dụng quá vậy, đó. Vậy không nói về tiền thì, nói cái gì? Tôi cho cậu tiền. Vẫn là tiền thôi. Có phải cậu muốn gia nhập quán lẩu không? Cậu cũng tinh ranh quá ha. Cậu coi, cái này không liên quan tới tinh ranh, sao tôi lại sáng suốt vậy? Cảm ơn nha chị hai, hôm đó tôi hơi nổi hứng nên thoát cái là nhận lời, nhưng thực chất là không lý trí, cậu hiểu không? Bạn nói khố thì mấy chuyện làm ăn này đừng làm với nhau. Lỡ như để mất bạn bè, tôi cảm thấy không đáng. Tôi cực kỳ nghiêm túc đó. Tôi suy nghĩ về chuyện này rồi. Chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng, chính vì tôi tin tưởng cậu. Kế hoạch thương nghiệp của cậu trước tới giờ cậu nói đều rất chuẩn, mấy ý tưởng của cậu đều rất đúng. Cộng thêm là cậu có tài nguyên, có mối quan hệ, với kinh nghiệm nhiều năm làm tiếp viên hàng không và đối nhân xử thế, gặp tình hình đột xuất, tôi có năng lực ứng phó giải quyết vấn đề. Một mình cậu, tiền sảnh, nhà bếp, thị trường, các kênh đều ôm hết. Cậu có nghĩ rằng nên có một người bạn mà mình có thể tin tưởng được, giúp cậu gánh vác, cùng cậu nghĩ ra ý tưởng, cùng cậu đứng lên cái vũ đài đó không? Tôi nói cậu nghe tiểu tình, thật ra tôi vẫn luôn biết rõ. Cậu không chỉ có những ưu thế này, kỳ thực khả năng phán đoán của cậu đôi khi cũng không có vấn đề. Chính cậu cũng đã làm rất nhiều vụ kinh doanh vốn nhỏ. Cậu đừng nhắc tới vụ kinh doanh vốn nhỏ đó nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh. Tôi không muốn làm với cậu là vì lo cái tính của cậu đó, cậu hiểu không? Cậu khó hầu lắm. Tôi làm sao? Cậu còn không biết mình làm sao hả? Tôi không biết mà. Nhân cách của cậu có khiếm khuyết, cậu không biết tính sao? Tính cách tôi bị khiếm khuyết, sao cậu còn làm bạn với tôi? Là như vậy nha, được không? Cậu chỉ cần hứa với tôi đừng nổi nóng. Nếu nhà hàng này lời thì sẽ là của cậu. Nếu lỗ thì tôi sẽ trả hết vốn cho cậu, được không? Cậu chỉ cần bảo đảm không nổi nóng. Được. Tốt. Cậu định bỏ ra nhiêu tiền? Xuân Nê sắp ra ngoài học đại học. Rồi, đừng nói chuyện này nữa, đừng có khóc lóc kể lể. Chỉ cần nói bao nhiêu tiền? 500.000. Được, 500.000 thì được. Làm tiểu nhân rồi mới tới quân tử, ký hợp đồng rồi bàn tiếp. Ngày mai tôi sẽ soạn hợp đồng, quyết định vậy đi. Cạn. Lúc bắt đầu, bà còn nói bạn thân của ông ấy là phi công. Con còn không tin, bây giờ xem ra là thiệt rồi. Phi công có gì ghê gớm chứ, chỉ là một nghề thôi mà. Chú nói như vậy á, con càng thêm nể phục chú. Con thích kiểu người ít nói, làm nhiều như chú á. Ba của con, ông cũng rất giỏi mà. Đương nhiên, chỉ là mặt hơi dày, cộng với trong tâm hồn có một bà thím, ngày nào cũng càm ràm, còn lại không có vấn đề gì. Trước đây ba con còn nói ông là quá khôi nữa. Đó là vì không có chú ở đó thôi. Ê, chú ơi, nếu như á chú thật sự với dì khai phóng tới với nhau thì chúng ta gọi là thân càng thêm thân. Ba con cho rằng kêu con tới chỗ của chú là để chú dạy con quan điểm sống đúng đắn hay gì đó, đúng không? Nhưng mà chú luôn cảm thấy có lẽ chú không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dạ không sao, thay đổi ngầm cũng được. Chú đó chỉ cần âm thầm tỏa ra sức hút cá nhân của chú, còn lại á con sẽ tự hấp thu. Thằng nhóc này được lắm đó, thật không hổ danh là con trai của Âu Dương Nghiêm Nghiêm. Chú, con còn có một vấn đề nữa muốn thỉnh giáo. Bây giờ con cũng không biết là mình nên làm gì. Con chưa nghĩ ra được mục tiêu của mình. Bây giờ rốt cuộc phải làm sao? Vấn đề này chú không trả lời con được. Tại sao vậy chú? Con có biết không,
Mỗi người trưởng thành trong môi trường khác nhau, những vấn đề gặp phải cũng sẽ khác nhau. Không ai có thể bắt chước ai được. Ví dụ như là chú, từ nhỏ đối mặt với tất cả vấn đề chú đều chỉ có một mình. Như vậy trông có vẻ rất cô độc, nhưng mà lại giúp chú học được cách một mình độc lập suy nghĩ mọi vấn đề. Nhưng mà nếu áp dụng cách này với con thì chưa chắc sẽ hữu dụng. Con phải dùng cách của chính mình để chung sống với chính mình. Điều mà con nghĩ tới nhiều nhất, suy nghĩ của con được tự do nhất, thì đó chính là thứ con muốn. Làm phiền con rồi. Sao vậy ba? Cho ba hỏi con đang làm gì vậy? Con đang ở một mình. Lợi hại thiệt, lại còn biết ở một mình nữa. Thần tượng của con nói á, không gì có thể thay thế tự do khi ở một mình. Đó là Thúc Bổn Hoa nói mà, không liên quan tới tên mặt dài kia nha. Còn gọi anh ta là thần tượng thì ba bực đó. Nghiêm Nghiêm vậy mà lại được em tin tưởng. Vậy em đầu tư đi. Anh không có ý kiến, anh nghe em. Vậy em đầu tư 500 ngàn anh có ý kiến không? Có hơi nhiều đó. Anh cảm thấy đầu tư một nửa thì rủi ro của chúng ta sẽ nhỏ hơn. Em thấy sao? Anh quá bảo thủ rồi. Em tin cậu ấy, không vấn đề. Em làm chủ. Nghe em hết. Bà nói với con từ nãy giờ rồi mà, con cũng cho ý kiến đi chứ. Ba, mở nhà hàng là chuyện có rủi ro đó. Con không có tiền, nhưng mà số tiền của ba không thể đụng vào, đó là tiền dưỡng già. Nói bậy bạ, con không tin Nghiêm Nghiêm sao? Không phải là con không tin cậu ấy. Nếu như con có tiền, con cũng sẽ đầu tư vào đó. Nhưng tiền đó là của ba, chính là... Số tiền đó là tiền riêng của ba mà, ba có thể tự quyết định được. Ở chỗ Nghiêm Nghiêm cũng tốt hơn để ngân hàng nhiều hơn. Hơn nữa, dựa vào đầu óc kinh tế của Nghiêm Nghiêm, một khi việc làm ăn lớn mạnh thì chúng ta cũng có thể giàu lên cũng không chừng đâu nghe. Ba, đầu óc của Nghiêm Nghiêm là để làm gì hả? Dùng để chữa bệnh, không phải để mở nhà hàng lẩu đâu. Đây là hai chuyện khác nhau. Mấy ông thầy bói đã coi tướng cho nó rồi, nói nó là mạng phú quý sau khi nó 40 tuổi, không thiếu tiền sao? Cải cách mở cửa đã tròn 40 năm rồi, chúng ta có thể bỏ cái tư tưởng mê tín phong kiến đó đi được không hả? Tóm lại, từ nhỏ bà đã đánh giá cao nó rồi. Được, 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 con biết bà đánh giá cao cậu ấy. Đánh giá cao cũng vô ích thôi. Tóm lại là ba không được làm chuyện này. Ba mau đi ngủ đi, mau đi ngủ đi hả? Dẹp cái suy nghĩ đó đi, ngủ ngon. Tới liền, tới liền. Chú. Nghiêm Nghiêm. Con mua bánh mì nóng tới, bữa sáng mà chú thích ăn này. Tới thôi được rồi, lại còn đem theo đồ ăn làm gì? Dạ nhân tiện thôi mà. Chuyện gì vậy? Mới sáng ngủ dậy đã kêu con tới rồi. Chú bàn kỹ với ba con rồi. Ý chú muốn góp chút cổ phần vào nhà hàng lẩu của con. Đây là thẻ ngân hàng của chú, con không được chê ít đâu nghe. Không chê ít chú. Tóm lại chuyện này chú vui là được, chú thấy vui là được, chắc chắn con không để chú lỗ đâu. Vậy thì đi đi, tới ngân hàng không thì họ không cho chú chuyển khoản đâu, chú sợ bị lừa. Khai Phóng có biết chuyện này không? Chú biết chứ, chuyện này chắc chắn chú đã bàn với nó rồi.
Nó nói không thành vấn đề. Vậy đúng rồi, vậy thì được. Phải cho cậu ấy biết. Đi thôi chú. Ơi, xong hết rồi. Alo, bà xã. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ em giao rồi. Em nghĩ lại coi, còn muốn ăn gì nữa không? Anh đừng mua nữa, mua nữa tủ lạnh nhét không hết đâu. Được rồi, vậy giờ anh về nha. Lát nữa gặp. Tạm biệt. Wow, anh giỏi thật đó. Siêu thị bị anh dọn sạch rồi hả? Đâu có đâu, giữ để lại cho họ một chút mà. Đừng dọn nữa, cứ để yên đó là được. Mai anh đi rồi. Em đã dọn ra cho anh rồi. Mấy bộ đồ của anh em đã thay hết cho anh. Dù gì cũng là phó chỉ đạo võ thuật, anh ăn mặc cũng phải ra dáng một chút đúng không? Không hổ danh là nhà đầu tư ha. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí chất của người có tiền. Nói cứ như là thật vậy. Anh ngồi chùm hổm làm gì? Ngồi đàng hoàng chứ. Nói thật ra anh chuyển đoàn phim thì đừng về nhà nữa, vất vả cả ngày. Vừa phải chuyển xe, vừa đi máy bay, về cũng ở nhà chưa được nửa ngày. Anh không sợ vất vả đâu. Hãy nghĩ tới chuyện về nhà được gặp em và con. Đừng nói một ngày, đi vòng quanh trái đất anh cũng bằng lòng mà. Ngày càng dẻo miệng đúng không Duyên Lỗi? Em thích không? Bình thường không thân mới nói như vậy ha. Lần này đủ cho con ăn một thời gian rồi đó. Cuối cùng con cũng có cảm giác của nhà rồi. Ba đúng là tốt thật. Đi thôi. Không có giống như ai đó. Coi chừng đó. Ba, ngồi đi. Lão Duyên, có phải tiền thù lao nửa năm đều dùng hết vào tiền thuê nhà này rồi không? Anh cho em xài nhiều tiền như vậy từ khi nào? Con gái mà, không phải nên cân chút sao? Mẹ có thôi đi không? Tiền thuê nhà là ba cho chứ không phải mẹ cho đâu. Nói hoài không thôi. Đức hạnh. Ba, con cảm thấy ba đã sinh ra hai quý nữ. Mỗi ngày ba ra ngoài lăn lộn cả ngày, sau đó quay về nhà đưa thức ăn. Con với mẹ gào khóc đòi ăn. Chỉ có con gào khóc đòi ăn thôi. Mẹ tự kiếm tiền tự nuôi bản thân mình được chưa? Ăn đi. Chim con và chim ba. Dù gì đời này con cũng không xa ba. Bởi vì trên đời này không có ai thương con bằng ba hết. Con gái ba thật biết nói chuyện. Chỉ cần nghe con nói như vậy, ba khổ mệt cỡ nào cũng đều đáng hết. Hai người diễn đi, dốc sức diễn. Nè. Gì nữa? Con làm gì vừa nhìn mẹ là lại thái độ lạnh nhạt vậy? Mẹ nói ngọt cho con nghe. Mẹ thấy con cực kỳ có năng khiếu. Nhưng mà có phải cũng nên học nhiều một chút kiến thức cơ bản về nhạc lý không hả? Như vậy con ở trong ngành này mới có thể đi xa hơn được chứ. Con thấy sao? Chuyện này mẹ con nói đúng hả? Nói nghe cũng có lý. Con sẽ nghĩ lại. Dù gì ba, sau này con nổi tiếng, không để ba mẹ vất vả nữa. Ba với mẹ con không phải đang đợi hay sao? Sắp rồi, sắp rồi. Nể mặt ba mẹ lo lắng mệt tới vậy, con sẽ đàn cho ba mẹ nghe một bài. Ba muốn nghe bài gì? Nhạc rock hay là nhạc trữ tình? Ba con nhìn rock như vậy, nghe trữ tình đi. Vẫn là mẹ con hiểu ba.就是甜蜜。
Lạc Lạc. Dạ. Vậy con thích Elsa hay là thích Anna hả? Con thích Elsa. Vậy còn Anna? Con cũng thích. Con coi họ được ở bên cạnh người mình thích, có phải rất hạnh phúc không? Dạ. Nếu như mẹ cũng ở bên cạnh người mà mẹ thích, có phải cũng sẽ rất hạnh phúc không? Đúng. Vì mấy thứ đồ này của anh, hai chân chúng tôi sắp gãy luôn rồi. Thiệt tình. Đâu có, em lại thấy rất hứng thú. Phải rồi, em mua tới hai loại Lego, không biết Lạc Lạc thích loại nào. À phải, còn nữa. Em nghĩ thông suốt rồi. Anh cũng đã nghĩ thông suốt. Chúng ta... Chúng ta tới đây thôi. Còn loại sô-cô-la này của Berlin, chắc là chị Khai Phóng sẽ thích lắm đó. Lão Tư, sao vậy? Có lẽ mấy thứ này không cần tới nữa đâu. Hả? Tại tôi không nói sớm cho hai người biết, để phải phiền hai người rồi. Anh với chị Khai Phóng sao vậy? Chúng tôi vẫn không hợp với nhau. Kính thưa các dì, các chị, ngày mai tiệm chúng ta chính thức khai trương rồi. Bây giờ tôi vô cùng kích động, tôi tin mọi người cũng giống như tôi. Bây giờ tôi nhấn mạnh lại lần nữa quan niệm của tiệm chúng ta. Quán lẩu này của chúng ta không phải là quán lẩu bình thường. Chúng ta là người dẫn đầu trào lưu của thế hệ phía sau. Chúng ta phải dựa vào lẩu của mình, dựa vào nguyên liệu chai của mình, để người khác nhận thức được rằng ăn uống khỏe mạnh là một quan niệm không thể nào thiếu được trong cuộc sống. Chúng ta phải tuyên truyền ra ngoài. Mọi người có niềm tin không? Có. Ngoài ra thì tôi sẽ nói sơ về mô thức quản lý của tôi. Tôi hy vọng chúng ta mọi người đoàn kết một lòng. Cho nên là vào mỗi tháng, vào mỗi quý, tôi sẽ bình chọn nhân viên tiên tiến của tiệm. Liên tục 3 năm được bình chọn là nhân viên tiên tiến thì sẽ tự động thăng chức lên làm cổ đông của quán chúng ta. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền và chúng ta cùng đưa quán lẩu mở rộng khắp từ Bắc Kinh tới Quảng Đông và toàn quốc. Hay quá. Xin hoan nghênh quý khách. Cứ xem như nhà của mình. Có gì quý khách cứ nói. Nhúng nhúng khỏe mạnh hơn. Giữ sinh hữu cơ quan trọng nhất. Yeah. Khẩu hiệu này không phải là tôi nghĩ ra đâu. Đây là một đội nhảy quảng trường ưu tú đó. Phải. Nhưng mà cái này là do họ tự chế đó. Tôi phải cổ vũ người ta chứ. Các cậu cũng phải cổ vũ tôi một chút nha. Ý kiến quý báu có thể đưa ra, nhưng mà không được châm biếm thôi. Tôi lại thấy rất tốt. Đưa rau củ hữu cơ này bình dân quá, thường nhật quá. Chiêu này cực kỳ hay. Không có nhân gì đâu. Anh em tốt, anh hiểu tôi. Lại còn rất có gu thẩm mỹ. Nữa rồi. Cô ơi, cô ốm quá rồi đó. Ăn nhiều chút. Cậu ơi, cậu đẹp trai quá đi. Cậu có đối tượng chưa? Hay để tôi giới thiệu cho cậu một người ha? Dạ, không cần, xin cảm ơn. Dự tính ban đầu của tôi thật sự không phải như vậy. Tình hình bây giờ có hơi mất kiểm soát. Không phải nói thật chứ. Biết thì nói là ăn lẩu, không biết lại tưởng tới nơi môi giới hôn nhân đó. Các chị, cứu mạng giùm. Cậu tự suy nghĩ đi. Thử trước đã. Mình sợ sụp tiệm luôn chứ thử gì. Ngày mai anh có bận không? Không có. Tôi muốn mời anh một bữa lẩu. Ngày nào cũng ăn lẩu hả? Không. Không phải chỗ tôi. Thì cũng lẩu là lẩu thôi. Tôi phải nghiên cứu nhân viên phục vụ của người ta như thế nào. Sự sáng tạo của tôi không tốt cho lắm. Mấy thím này thật sự không được. Cứ vậy sụp tiệm mất. Quan trọng là tôi lái máy bay. Tôi nhìn người cũng không giỏi. Để tôi nhìn. Anh chỉ đi với tôi. Nếu không một mình tôi cô đơn lắm. Vậy được. Có nghĩa khí. Vậy tôi đi ha. Nè, hôm nay tôi mời nha. Nhưng tôi không khuyến khích lãng phí đâu. Anh bạn gọi đủ ăn thôi. Tiểu Bạch à, bàn 209 cần thêm nước, cô mau qua đó coi thử. Xuống dưới bếp hối thức ăn nha. Cô là quản lý sao? Dạ phải. Mấy việc nặng nhọc dơ bẩn này sao lại đích thân ra mặt chứ? Không phải đang giờ ăn sao, nên khách hơi nhiều, phục vụ làm không hết. Tôi sợ đón tiếp không chu đáo.
Chắc ông chủ có cho hoa hồng phải không? Không có, tôi ở đây chỉ lãnh lương tháng thôi, nhưng cao hơn họ một chút. Thú vị lắm. Chỗ này có ốc voi không? Ốc voi hai người ăn có được không? Chỗ các cô làm được không? Món ốc voi sao? Phải. Ốc voi vào mùa này không được mập lắm. Hơn nữa, nếu như ăn món này hai người ăn cũng không hết, vậy không phải lãng phí tiền vậy sao? Vậy nhờ cô giới thiệu cho tôi món gì đó đặc biệt chút đi. Thịt lõi dai bò. Thịt lõi hả? Ừ. Chính là miếng thịt non nhất sau gáy bò đúng không? Thịt mỡ và nạc xen kẽ lẫn nhau rất đều, vào miệng là tan ra. Loại này cực kỳ mềm, đặc biệt gọi là xương sụn, cấp 1 gọi là thịt lõi da. Anh coi A Bit of China trước khi bước ra đường hả? Tôi thấy anh đây còn biết nhiều hơn tôi nữa đó. Thật không giấu gì, vì tôi đây mở quán lẩu dưỡng sinh, xem như là một lửa đồng ngành rồi. Tôi là ông chủ, đây là trợ lý của tôi. Chào anh. Chào cô. Cho người ta danh thiếp đi. Dạ được thôi. Đây là danh thiếp của tôi. Bên ông chủ của tôi có chia hoa hồng. Cô suy nghĩ thử xem, nếu như cô mà đồng ý thì liên hệ với tôi. Liên hệ với anh ấy á. Được, chúng ta gọi chút gì đi. Vài hôm nữa tiệm chúng ta sẽ mở cửa rồi. Từ nay về sau chúng ta sẽ thay ông chủ làm ăn thật tốt, đoàn kết một lòng yêu thương lẫn nhau. Nhất định phải làm cho cửa tiệm chúng ta buôn may bán đắt. Ông chủ nói là để cổ vũ chúng ta, ông chủ sẽ phát lương sớm cho mỗi người trước một tháng lương để làm tiền thưởng. Đắc ý quá rồi đó. Cổ vũ tinh thần sĩ khí. Chúng ta cùng nhau cảm ơn ông chủ đi. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn bà chủ. Mọi người vất vả rồi. Xuân Nê à, em quả thật rất có tài. Bài hát này hay quá. Đây chính là bài hát lúc trước em muốn tặng cho anh đó. Sau này anh nghe bài hát này thì nhớ tới em nha. Cảm ơn. Nhìn bộ dạng không nói nên lời của anh kìa. Xuân Nê, em đúng là bạn gái đặc biệt, có tài năng nhất, giàu tình thương nhất trên thế giới này. Em tốt với anh quá. Anh có vừa miệng không? Vừa miệng lắm. Tiểu Lưu, mang rau sống tới bàn số 2. Dân Lỗi, còn chỗ cậu nữa, mau mang tới bàn số 3 đi. Cô quản lý này thế nào? Không cần cánh cô ấy cũng bay được. Các cậu coi, tai mắt miệng đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng. Sau này đừng nói là tôi giỏi ăn nói. Người này được tư vấn cừ lôi về đó. Ăn một bữa cơm đã kéo được người ta về. Người anh em này lái máy bay đúng là đáng tiếc. Thật đó. Sau khi từ Thanh Đảo trở về, quan hệ của hai người tốt hẳn ra ha. Bạn bè mà, tiếp xúc phải tự nhiên chứ. Được rồi, tùy cậu thôi. Hôm nay cậu uống thêm mấy ly. Cậu để xe ở đó, tôi gọi lái xe giùm cậu. Sao lại bắt tôi uống rượu hả? Cậu sắp thành con nhà giàu rồi. Con nhà giàu gì chứ. Còn nói nữa, cửa tiệm này ba cậu cũng là cổ đông. Ba tôi đầu tư rồi sao? Đúng vậy, chú rất coi trọng Nghiêm Nghiêm. Ba cậu nói cậu biết chuyện này rồi mà, có chuyện gì vậy? Tôi biết chứ, chỉ là không ngờ lại hành động nhanh như vậy thôi. Ai mà không coi trọng tôi. Giám đốc Âu Dương, bên kia dọn dẹp xong rồi. Được rồi, cảm ơn. Nè cậu có coi trọng tôi không? Là ý gì? Đi thôi. Đi. Mình gửi 2.000 tệ vào ngân hàng thì lãi suất định kỳ có lẽ là 4.000. Nếu đầu tư 2.000 này vào nhà hàng của Nghiêm Nghiêm thì ít nhất cũng được 100.000. Vậy tiền lãi tăng gấp 25 lần rồi. Sau đó mình lại gửi 100.000 tệ này vào ngân hàng, lại được thêm 2.000 nữa. Hôm nay uống rượu mừng công chi khi. Ba, sao ba không bàn bạc với con một tiếng chứ?